Em còn cái xe giá rẻ phục vụ cho anh em nè, Kia CD5 bản BS nè. Bản BS là bản cao cấp nhất của dòng Kia rồi, thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha. Động cơ em này giờ máy như có 1.2 anh em. Chạy em này cực kỳ lành, mức độ tiêu hao nhiên liệu 5-6 lít à. Em này xài 80% là cơ, không có xài điện cho nên đi bền. Nồi đồng cuối đá đó. Bản BS sẽ là 4 cánh chỉnh điện nè, có trợ lực nè. Bản thường không có trợ lực, không có kính chỉnh điện, là kính quay tay. 93 Bình Phước 08063 45 triệu bộ này. Xe chẳng anh làm đẹp hết toàn bộ cho anh em rồi. Về tắm qua nước sơn sạch sẽ, kết hợp chủ nhà đã lên mâm 4 cái vỏ chủ nhà thay mới tinh, kính bấm hết toàn bộ đó, trước kính bấm sau kính bấm nè, anh em thấy không? Đó là bản BS. BS nó khác cái bản thường là ở chỗ nào ạ? Có trợ lực, được chưa anh em? Có trợ lực nha. Đi em này thì bền. Nếu xác định đi mẫu này bền cày thì lấy mẫu này, được chưa anh em? Đồng hồ bản đủ, báo tua máy, báo km, báo xăng, báo nhiệt, full hết toàn bộ tính năng rồi. Đó, xe cỏ tầm chạy tầm lái 45/5 còn 40, đăng kiểm tháng 12 2024, 201 đăng kiểm 6 tháng một lần nha anh em. Tháo về đi cày mẫu này tập chạy tập lái, anh em phanh tha hồ, tại vì chạy cơ hết mà, chế hòa khí là cơ hết, nó đâu có xài điện đâu, nên anh em yên tâm, chỉ có mỗi cái trợ lực dầu thôi. Tháo vậy là xong. Đây 208 mẫu Vivan, một mẫu xe quốc dân thương hiệu đến từ Mỹ nha anh em. 5+2, một mẫu xe nhỏ gọn đến với tay người sử dụng đây. Giá 115/5 còn 110. Hàng đẹp chuẩn chu, nội thất đẹp, mua về là chạy luôn. Máy móc êm, bao êm. Riêng mẫu này về anh em yên tâm rồi, chạy em này thì bao sướng rồi, khỏi phải suy nghĩ nha anh em. Đây anh em, 7 chỗ 5+2 nè. Một gia đình mà đông đúc người, nhưng mà người ta muốn là mua một cái xe nhỏ gọn về phục vụ gia đình thì đây, đây là mẫu 5+2 7 chỗ. Xe này chủ nhà định danh bản số, người ta bắt Trần Anh phải ra bản, Trần Anh hiện tại đang ra bản luôn. Giá bán không thay đổi, chỉ có 110 triệu cho anh em thôi. Kết thúc cho anh em. Cibac 2018, một người em trai cọc rồi. 2018 giá 175 quá rẻ luôn. Cuối đời giờ 18 mà, 18 là hết đời. Đây, mẫu này thì bán rồi. Em này form mới. Anh em nhìn thấy form mới không? Đi mẫu này chạy bao lành, bao sướng luôn anh em. Civic 2007 195/10 185. Em này là máy số rin toàn bộ nha cô chú anh chị. Nước sơn rin còn, option nội thất đẹp lắm, sơn không một vết chày luôn anh em. Em đi lành tính. Dòng này chạy đâu đó lanh quanh rơi cho anh em nằm tầm 7 lít. Vô lăng thích hợp túi khí nè. Màn hình full hết toàn bộ tính năng đồ chơi nè. Anh em xuống xem, anh em trải nghiệm mẫu xe Trần Anh coi Trần Anh nói đúng không. Máy số rin. Đó, form dáng em Civic. Anh em đang bâng khuâng giữa một cái mẫu xe tầm 180 mấy triệu, hai anh cùng phân khúc với nhau, anh em lấy mẫu nào? Mẫu Honda Civic là mẫu xe lựa chọn tốt nhất, tốt nhất cho đến tay người sử dụng, từ người mới biết tập chạy tập lái nha cô chú anh chị nha. Vì sao em nói bền? Thứ nhất là bền, đồ đẹp thì nó có thông dụng, dễ thay dễ sửa vô cùng, quăng đâu bà con cũng sửa được, nó dễ sửa vô cùng luôn. Đó là mẫu Honda Civic. Cái thứ hai, tiết kiệm nhiên liệu. Cái thứ ba, thân thiện với môi trường. Lượng khí thải của em này cực kỳ ít, cực kỳ ít nha bà con nha, không có khí dư, không có khí metan để làm cho cái môi trường nó bị ô nhiễm. Đó là mẫu xe Honda Civic. Tại sao Trần Anh vẫn gọi là thân thiện với môi trường đó? Anh em thích mẫu này anh em alo cho Trần Anh. Xe chính chủ ủy quyền tập đầu tiên, 4 vỏ mới, mâm sáng trưng 207 quá đẹp. Đó, mua mẫu này về chạy gia đình thì phải gọi là tuyệt vời rồi anh em. Đây anh em, một mẫu xe nữa đây. Atip máy 1.8 180. Trần Anh góp cho 40, còn 140. Xe này đợt trước đã mua về 180 rồi đó. Hôm nay xả luôn anh em. Xe đẹp lắm, 205 bao cọp. Bao cọp nha. Hàng bao VIP luôn, ghế nỉ rin hết. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu này thì anh chị alo cho Trần Anh Auto. Máy là máy 1.8 nha. Anh em nha, máy 1.8 bản G, chuẩn G, ghế nỉ theo xe còn, vô lăng
kết hợp là túi khí. Đi em này thì bao bền luôn. Dòng này bền lắm. Dòng Toyota mà. Nè, anh chị nhìn cái vô lăng này. Đừng đánh giá về giá tiền, khoan nha. Dừng lại ở vấn đề số tiền đi. Nhìn cái vô lăng đi. Hãy chậm chậm lại một phút thôi. Được chưa? Một phút thôi. Ngắn ngủi chỉ một phút thôi. Nhìn cái vô lăng đi. Đẹp chưa? Và cái thứ hai, cụ số nè. Nhìn như là hiểu rồi. Nếu thực sự anh em nào biết chơi thì lấy mẫu này. Nói chung xe chừng anh có nhiều mẫu lấy hết đi. Vì cho nó gọn anh em nha. 60 Đồng Nai 38243. Kết thúc mẫu Atis có 40 triệu. Dây 203. Giá chỉ có 135 triệu mẫu này cho anh em. Chuẩn bản GL 203 1.8. Máy số rin. Ghế nị rin. Được chưa anh em? Chất xương rin còn khá là nhiều. Ghế đẹp không? Vô lăng nè. Nhìn cái vô lăng này anh em. Anh em thấy cái vô lăng chưa? Đẹp không? Cụ số nè. Bao phê luôn. Bao chạy đường dài. Bao chạy bắc nam. Tất cả 7 chỗ ngồi ghế nị hết toàn bộ nha anh em. Hàng đẹp lắm. Đó, có chỗ nào chê được không? Không có chỗ nào chê luôn. Bố cái cửa tappy nè. Quá đẹp. Sạch sẽ như thế này. Dàn lạch nguyên bản của GL. Có học con ngựa đầy đủ tính năng cho chiếc xe nè. 130 mấy triệu mẫu này nè. Đó, tiền nào của đó thôi anh em. Sở hữu một con xe máy số đồng sơn còn nguyên bản thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Ford Everest đời 2009 nè, máy dầu đi. Máy dầu 290 nè. Anh em mua Trần Anh sẽ tặng cho 10 triệu còn 280 nha anh em. 51 Sài Gòn 29942. Form dáng đẹp chuẩn chu lắm. Form mới là mâm phay nè. Máy số làm rồi anh em nha. Trần Anh báo luôn. Xe có sao là báo thẳng như vậy. Máy số làm rồi. Rồi thất đẹp lắm. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu Ford Everest 2009 máy dầu thì alo cho Trần Anh Ô Tô, số tự động 4 túi khí nha. 2022 một đời chính chủ nè. 4.7 bớt 20. 450 hết giá. Được chưa? Xe này đừng hỏi cứng lỗi gì không. Một đời chính chủ, chạy bảo hành của hãng nguyên bản luôn. Bảo hành đến 100 ngàn, người ta chạy mới có 29 ngàn à anh em. Được chưa anh em? Đó, màu đỏ. Màu đỏ bọc đô nha. Hệ thống cảm biến dê form mới, full led trước sau hết toàn bộ. Anh em nào quan tâm lấy mẫu này đi gia đình. Một mẫu dây này nữa thì Trần Anh bán rồi. Đây là khách cọc cho Trần Anh 22 triệu. Bán về Vĩnh Long cho một người anh trai. Được chưa anh em? Rồi, Trần Anh chào anh em nha. Anh em nào quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em khép lại channel tại đây này nha. Trần Anh, see you and goodbye.